Chương trình này được bảo trợ bởi Lee's Sandwiches, nhanh chóng, tiện lợi, dùng được mọi lúc, mọi nơi. Jin và Kim Thu Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam 714-985-9999 và 714-657-7866. EV Princess Cosmetics, sản phẩm làm đẹp làn da cho phụ nữ trên toàn thế giới, 1-800-918-3017. Kính thưa quý vị, hôm nay thì nhiều chuyện để nói, ngay cả vấn đề giữa bà Nancy Pelosi với Tổng thống Donald Trump. Nhưng chắc có lẽ cái chuyện mà chúng ta cần nói hơn đó là vấn đề y tế, một trong những cái điều kiện để bảo đảm sức khỏe cho chúng ta nhiều hơn. Bởi thế, vẫn sáng thứ Sáu vẫn có sự có mặt của bác sĩ Michael Dow và bác sĩ Nguyễn Quang Ly. Một lần nữa xin gửi lời chào đến quý vị. Xin chào quý vị, xin kính chào anh Trọng và Như Huyền. Xin chào bác sĩ, Happy Friday. Hôm nay thì hai bác sĩ đều là hắc y đại hiệp, áo đen. Nhưng mà sao giọng nói của bác sĩ, hình như bác sĩ cũng bị cúm. Hơi under the weather. Under the weather. Bị allergy nữa, nó nghẹt mũi á. Nhưng mà vô lý quá bác sĩ. Như Huyền nghĩ rằng ồn bốn, ba người đều bệnh áo đen thế nào hả? Hai tuần tới mà áo dài gì? Thì chắc có lẽ như vậy bác sĩ. Nhưng mà thưa bác sĩ, thế tại sao bác sĩ mà lại bị bệnh được? Bác sĩ sống trong điều kiện đầy đủ, thuốc men đầy đủ, thế làm sao bị bệnh được? Bác sĩ càng bị bệnh hơn. Bác sĩ một ngày càng bị coi bệnh hơn mấy chục bệnh nhân. Bệnh nhân thở cho người mình, thở với mặt mình là ba chục loại bị dùng khác nhau. Bác sĩ thường thường là khó chữa chết là tại vì ít khi uống thuốc lắm. Tại ghét uống thuốc lắm. Bác sĩ kêu người ta uống thuốc. Nhưng mà lại chính mình lại ghét uống thuốc lắm. Thế thì việc trước tiên mà khi đi vào vấn đề thì xin hỏi bác sĩ một câu là bác sĩ đã mua đủ cái nồi cơm cho người ta đến tham dự ngày Tết của bác sĩ chưa? Có rồi anh Trọng. 500 phần lận nhá. 500 vừa rice cooker, vừa cái set của 9 pieces cooking set. Oh wow, cả cái đồ để nấu ăn nữa. Dạ đúng rồi. Wow, như vậy là mấy nhà hàng họ sẽ thưa bác sĩ. Thưa không, tại vì Tết nhất mình nấu ở nhà ăn cho nó ấm cúng. Wow. Đúng không? Kính thưa quý vị, nếu quý vị có điều kiện thì đến chung vui với bác sĩ Michael Dow tại Trung tâm Y tế Michael Dow vào hôm mùng 1 Tết không bác sĩ? Đúng. Mùng 1 Tết vào ngày thứ ba. Thứ ba. Có đốt pháo rất nhiều, 250.000 cái pháo. Wow. Rồi có of course múa lân, rồi thiên ân chấm, đánh trống á, của đội thiên ân. Rồi mình có live music, có anh Công Thành, Linh Thế Sơn, Hồ Hoàng Yến, Ngọc Ngữ, rất nhiều ca sĩ. Thì hy vọng mời quý vị ghé đón xuân trong cái không khí của Việt Nam. Phải được mời mới đi hay là sao? No, everybody. Đây là mời, đó là mời sáng nay rồi đó. Đó bây giờ mời hết rồi, mình open to the public, open to everyone. Rồi nhiều tới đông quá rồi không đủ nồi cơm điện sao? Cái đó hay. Lúc đó mình tính. Và lúc đó mình tính. Đó mình để IOU. Nhưng mà kính thưa quý vị, bác sĩ Michael Dow đã hứa với quý vị là bất kỳ người nào đến đều cũng có một cái nồi cơm điện. Mỗi gia đình thì có một cái nồi cơm điện. Bởi thế quý vị đừng có lo gì hết trơn. 500 sao đủ? Dạ. 500 không đủ đâu. Không thì mình có IOU. Không phải có IOU, đưa cái ticket rồi mai lại lấy. Tuy nhiên là cứ đến là bắt buộc là phải có một cái nồi cơm điện bác sĩ ha. Hoặc là một set cooking một set, cooking nữa. Vâng, kính thưa quý vị, đó là món quà đầu năm của Trung tâm Y tế Đa khoa Michael Dow đến với tất cả các bệnh nhân, đến với tất cả những người thân của trung tâm. Đây một cái sự kiện để nói lên tập quán và cái phong tục văn hóa của người Việt chúng ta vào dịp Tết Nguyên Đán. Và hy vọng quý vị đến vào lúc mấy giờ thưa bác sĩ? 12 giờ là bắt đầu đốt pháo, mình đến trước để cái chỗ đậu xe. Vâng, chắc là con đường đó thì quý vị thấy bên phía bên sân bay nó cũng nhiều cái đậu xe đó, nhiều dòng đó rất nhiều. Thành là hy vọng quý vị không bị trở ngại gì vấn đề đậu xe. Bây giờ thì trở lại sự kiện của bác sĩ Như Huyền theo dõi, thì bác sĩ Như Huyền muốn đưa với hỏi đến bác sĩ tất cả những cái điều gì thắc mắc của khán thính giả chúng ta nè. Tuần này bác sĩ có điều gì mới để mà chia sẻ với các khán giả về ngành y tế? Vâng, thưa kính thưa quý vị biết là vaccine đó là chích ngừa cảm cúm á, mỗi năm nó khác nhau, có nhiều năm rất hiệu quả, nhiều năm không hiệu quả gì cả. Chẳng hạn như năm 2004 ở năm á, sự hiệu quả có 10% thôi. Năm vừa rồi á, sự hiệu quả khoảng chừng 20%, 24%. Mà năm nay rất là may mắn, kính thưa quý vị, năm nay cái vaccine của mình rất là tốt, hôm năm nay có thể hiệu quả tới 86%. Vì đó quý vị nào mà chưa chích ngừa, nhớ đi chích ngừa ngay để đề phòng. Tại vì cái dịch cảm cúm đã hit rồi, nó hit phía East and Midwest.
và nó đang coming to California. So ai chưa có chích ngừa cảm cúm thì please đi chích ngừa cảm cúm ngay hôm nay hoặc ngày mai, càng sớm thì càng tốt, bởi vì nó takes khoảng 2 tuần để mà mình develop cái antibody, cái kháng thể ra, chứ không phải chích xong là mà ngày mai mình được ngừa bệnh liền. Nhưng mà thưa bác sĩ, có nhiều người thì họ đưa viện dẫn một cái lý do, họ nói ô khi không tự nhiên mình lại đi chích cái gì đó, vi trùng hay là cái viêm và gì đấy, con virus à, con virus đó ở vô trong người mình đó, thì cái đó nó có bảo đảm cho họ không? Nhưng mà cái con virus là nó chỉ là cái vỏ thôi. Nó rất là weak, nó không có, of course, tại mình chích ngừa là gì, là chích cái con vi trùng đó, con siêu vi trùng đó vô người của mình, mà con siêu vi trùng đó là cái vỏ của nó hoặc là cái, nó chết rồi để người của mình á thấy ô tưởng là siêu vi trùng, thành ra mới sản xuất cái kháng thể ra, rồi để dành đó khi mà con vi trùng hoặc siêu vi trùng thiệt nó vô, lúc đó người mình có sẵn kháng thể, có sẵn soldier để mà attack nó liền. Coi như là mình phòng thủ là cơ thể mình nó immune. Nhưng thưa quý vị, dù quý vị muốn hay không muốn thì quý vị cũng phải nhìn đến một cái tình huống mà chúng ta lê lết nằm ở nhà ít nhất cũng trên 7 ngày. Bây giờ tôi thấy rất nhiều người bị cúm có thể nói rằng là không có làm gì được hết trong một tuần lễ, thì quý vị cân nhắc. Và cái một cái sự kiện quan trọng đó là quý vị nhớ đến vấn đề đi chích ngừa, thì lẽ dĩ nhiên không ít thì nhiều nó cũng giúp cho quý vị có những cái điều kiện để bảo vệ sức khỏe của quý vị nhiều hơn. Thế thưa bác sĩ, đến trung tâm lúc nào cũng chích ngừa được phải không bác sĩ? Đến trung tâm, đến bất cứ chỗ nào quý vị đến, mấy cái bây giờ các pharmacy, Walgreens, CVS, ở đâu cũng có chích ngừa hết. Nhiều khi ở chỗ làm cũng có chích ngừa, bây giờ mai mốt chắc là chạm xăng cũng có chích ngừa luôn. Vừa đổ xăng rồi chích ngừa. Kính thưa quý vị, đó là vấn đề chích ngừa. Đến bây giờ Nhi Huyền muốn hỏi gì thêm nữa không? Vấn đề dental floss là cái nó gọi là tiếng Việt là gì đó anh Trọng? Mấy cái mà để ấy răng á, để không xịa răng á, mà cái dây, cái sợi dây để mà cái dây á, hay là tâm á thì dùng thì actually mình, nếu mình đi gặp nha sĩ á, các quý vị biết á, là khi mà đi gặp nha sĩ là đầu tiên nhất là floss and đánh răng, súc miệng đúng không? Floss lấy cái dây mình cài qua cài lại để cho nó ra cái chất ăn, thức ăn đó. Thì mới nhất đây thì quý vị biết là mà quý vị biết là tất cả những cái gì cũng vậy, even vật dụng mình xài hàng ngày nè, cái nồi niêu son chảo, cái ly nhựa mình uống, bất cứ cái gì, thì cái dental floss cũng vậy, nó làm bằng cái một cái chất hóa học. Thì họ mới khám phá ra thì bây giờ cái chất hóa học đó nó gọi là PFAS, nghĩa là polyfluoroalkyl substance, là cái này á nó có trong cái dental floss đó, nó mình dùng hàng ngày và cái đó nó có thể giữ lại trong người của mình, nó giữ lại, nó tích tụ vào trong người của mình. Và so far là họ thấy là nếu những cái chất này mà PFAS này nó tích tụ trong người mình quá nhiều, nó có thể làm cho mình có những cái phản ứng với sức khỏe không tốt, thì hay làm cho cái level của cholesterol cao hơn nè, làm có thể tăng cơ hội bị kidney hoặc là testicular cancer nè, là kidney là thận, và cái testicular là cái gì? Là hai cái con dại. Cancer and thyroid disease là bệnh bú cổ, bệnh tuyến giáp tràng. Thì do đó khổ là bây giờ là cái rất nhiều cái dụng cụ xài ở nhà có cái chất đó. Bây giờ họ có thể đang chuẩn bị để mà ngăn cấm, để từ từ lấy cái chất đó ra. Thì trước giờ quý vị biết, quý vị nghe rất nhiều, cái một hai năm có một cái chất nào đó trong cái dụng cụ của mình, hay trong cái bằng cải răng của mình, trong cái toothpaste của mình, trong cái đồ ăn của mình, nó có cái chất hóa học, có cái preservative mà có thể xài nhiều năm, nó tích tụ vào, nó có thể làm cho ảnh hưởng tới sức khỏe của mình không tốt. Vậy thì giờ làm gì, thay thế bằng gì? Thì mà họ lấy cái chất ra, họ phải thế vào những cái chất khác để cho nó khỏi tích tụ vào trong người của mình. Nhưng mà, thưa bác sĩ, trung bình thì mỗi một người như vậy, một nào, hình như hàng tháng chắc là chúng ta phải thay cái bàn chải răng hả bác sĩ hay sao? Usually khoảng 3 tháng được. 3 tháng được. Hàng tháng thì càng tốt, nếu mà dư tiền thì mỗi tháng thay. Không thì 3 tháng. Chắc thì mình sử dụng có mấy đô la cho một cái vấn đề gọi là rất là quan trọng cho sức khỏe của mình. Nhưng mà nhiều người là răng, anh chồng thấy đâu có thay. Nhiều người khi xếp bàn chải mà nó banh ra luôn vậy. Bàn chải nó banh ra. Đó là tùy theo mỗi người mà cái cách sử dụng cái đồng tiền của mình. Nhưng mà cái đó là thấy cần nhất là cần chứ. Thay đổi hàng tháng là tốt phải không? Nhất là thay đổi hàng tháng, đúng. Yeah. Và
Và bên cạnh đó là các câu hỏi về menopause, right. Những phụ nữ lớn tuổi thì sẽ có những ảnh hưởng gì và nguy hiểm gì bác sĩ? Thì kính thưa quý vị, hồi xưa là khi những người phụ nữ mà tắc kinh á thì họ bị nóng mà bị hot flush đủ thứ, họ nhiều cái triệu chứng khó chịu lắm. Thì khoảng chừng 15 năm trước á là uống hormone nhiều lắm. Xong rồi khoảng 15 năm đùng một sudden một cái là hormone uống á là bây giờ nó khám phá ra là bị ung thư, tăng cơ hội bị ung thư, bị stroke, bị đột quỵ. Thì ngưng hoàn toàn, người ta ngưng gần như là 99% ngưng. Bây giờ thì of course họ design ra cái thuốc hormone nó uống là gây ra cái stroke. Thì bây giờ họ có những cái thương thức khác cũng hormone, họ dán. Mình biết họ không có uống nữa mà mình dán, hoặc là mình đặt trong cái người đàn bà, họ đặt trong cái cửa mình của họ nữa. Thì họ nghiên cứu thấy yes, chỉ có cái thuốc uống nó mới gây nên cái cơ hội bị tăng, cơ hội bị ung thư hoặc là cơ hội bị stroke. Cái thuốc dán á hoặc là thuốc đặt trong cửa mình không có bị tăng cơ hội bị stroke hoặc là bị ung thư ngực. Thì do đó nếu mà quý vị nào mà có triệu chứng khó chịu kinh khủng lắm, mình bị tắc kinh hay là tiền mãn kinh thấy khó chịu, thì nói chuyện với bác sĩ gia đình của mình hoặc bác sĩ gynecologist của mình, là bác sĩ sản phụ khoa của mình, để thử coi mình có thể dùng được cái dán hoặc là cái đồ đặt trong cửa mình để cho nó bớt đi, nó cảm thấy comfortable hơn, thoải mái hơn, mà ít cái bị cái risk của những cái bệnh khác như bệnh stroke, bệnh đột quỵ hoặc là bệnh ung thư. Cái dán này đã có lâu chưa thưa bác sĩ? Cũng lâu rồi. Dán này cũng có rất tương đối khá lâu, cũng cả chục năm nay. That's why họ mới nghiên cứu, họ thấy bây giờ cái dán không gây nên cái bị stroke so với cái uống. Thưa quý vị, đó là một vài sự kiện y tế mà chúng ta thường thường được nghe đến buổi vào thứ sáu. Và quý vị hy vọng rằng những cái chương trình này sẽ giúp đỡ cho quý vị có một ít kiến thức về y tế căn bản để chúng ta sử dụng trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Và chúng tôi trở lại với quý vị trong chương trình.